Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Goedemorgen. Xin chào các bạn. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học về verwijzen naar dingen, là khi chúng ta dùng một đại từ nào đó để thay thế một danh từ, và danh từ đó nó có chức năng làm chủ ngữ hoặc làm túc từ trong câu. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem qua danh từ số ít có mạo từ là de. Here is een blauwe rok. Đây là một chiếc váy màu xanh dương. De rok is mooi. Chiếc váy này thì đẹp. Hij is mooi. Nó thì đẹp. Thì trong trường hợp này, de rok nó làm chủ ngữ của câu, cho nên mình sẽ thay thế nó bằng hij. Wil je de rok passen? Bạn có muốn thử chiếc váy này không? Trong trường hợp này, các bạn thấy rằng de rok đây nó đóng vai trò làm túc từ hoặc là tên ngữ trong câu. Thì bạn có thể thay thế cùng de rok này bằng Wil je hem passen? Bạn có muốn thử nó không? Như vậy, đối với số ít, nếu đó là danh từ có mạo từ de, đối với trường hợp nó làm chủ ngữ thì chúng ta có thể thay thế bằng hij. Còn đối với trường hợp nó làm túc từ thì chúng ta có thể thay thế nó bằng hem. Lấy một ví dụ tương tự như vậy, ich heb een auto. Auto nó cũng có mạo từ de. The auto staat voor mijn huis. Chiếc xe hơi thì đang đậu ở phía trước nhà mình. Mình có thể thay thế cùng the auto bằng hij. Hij staat voor mijn huis. Nó thì được đậu ngay trước nhà mình. Thì các bạn thấy rằng the auto nó có chức năng trong câu này là chủ ngữ. Ik heb de auto 3 jaar geleden gekocht. Mình đã mua chiếc xe hơi này 3 năm về trước. Heb gekocht là đã mua. 3 jaar geleden, cách đây 3 năm. Ik heb hem 3 jaar geleden gekocht. Mình đã mua nó cách đây 3 năm. Như vậy, mình đã thay thế cũng de auto bằng từ hem. Và trong câu này, de auto, nó đóng vai trò túc từ, cho nên mình sẽ thay thế nó bằng từ hem. Sau đây chúng ta có danh từ số ít và nó có mạo từ là het. Ik koop een grijs vest. Mình mua một chiếc áo khoác màu xám. Het vest past goed bij de rok. Het vest và chiếc áo khoác này nó rất là hợp với chiếc váy. Mình có thể thay thế cùng het vest bằng het. Het past goed bij de rok. Nó thì rất là hợp với chiếc váy. Như vậy, bởi vì chữ het vest trong câu này nó đóng vai trò với chức năng là chủ ngữ, cho nên mình sẽ thay thế cùng het vest bằng đại từ het. Ik vind het vest mooi. Mình thấy chiếc áo khoác này đẹp. Thì mình cũng có thể thay thế cùng het vest này bằng từ het. Ik vind het mooi. Mình thấy nó đẹp. Chữ het vest trong câu này nó đóng vai trò làm túc từ. Như vậy, đối với danh từ có mạo từ het, đối với cả chủ ngữ và túc từ, mình đều thay thế nó bằng đại từ het. Lấy một ví dụ khác tương tự. Ik bestel een biertje. Mình vừa mới đặt thêm một ly bia. Biertje. Het bier is koud. Cái ly bia này thì lạnh. Bạn thấy rằng het bier trong câu này nó đóng vai trò làm chủ ngữ, cho nên mình thay thế nó bằng het. Het is koud. Nó thì lạnh. Ik vind het bier lekker. Oh, mình thấy bia này ngon quá. Mình thích uống bia này. Các bạn cũng có thể nói rằng ich finde het lekker. Thay thế cũng het bier bằng đại từ het. Mình thấy nó rất là ngon. Và chữ het bier trong câu thứ hai này nó đóng vai trò túc từ. Và nếu chúng ta có số nhiều thì chắc chắn danh từ nó sẽ có mạo từ de. De bruine laarzen zijn een beetje groot. De bruine laarzen, đó là cái đôi ủng màu nâu này thì hơi lớn một chút, een beetje groot. De bruine laarzen, ở đây nó là số nhiều, cho nên mình có thể thay thế nó bằng đại từ ze. Ze zijn een beetje groot. Chúng thì hơi lớn một chút.
Ich finde die braune Lasen mooi. Mình thấy cái đôi ủng màu nâu này đẹp. Mooi. Thì mình cũng có thể thay thế cái cụm đôi ủng màu nâu này bằng đại từ sơ. Và mình có là Ich finde sơ mooi. Mình thấy chúng rất là đẹp. Và trong câu này, the brand lassen nó đóng vai trò túc từ, nó đứng sau động từ find. Như vậy, chúng ta rút ra một kết luận rằng đối với danh từ số nhiều có mạo từ the, thì đối với danh từ nó làm chủ ngữ hoặc là túc từ trong câu, mình đều thay thế nó bằng đại từ the. Where stand the fiction? Mấy cái xe đạp đâu rồi? Các bạn thấy the fiction ở trong câu này nó là danh từ số nhiều có mạo từ the, thì mình sẽ thay thế nó bằng đại từ sơ. Sơ stand in a garage. Chúng thì ở trong nhà kho, garage, nhà đậu xe. Thì các bạn thấy rằng để tránh lặp lại cụm the fiction, những chiếc xe đạp, thì mình có thể thay thế nó bằng đại từ sơ. Và trong câu này nó đóng vai trò chủ ngữ. Và certain sơ not in a town. Chúng tôi không bao giờ để chúng ở trong sân. Thì sơ ở đây nó cũng là the fiction, những chiếc xe. Và để tránh lặp lại cụm này, mình đã thay thế nó bằng đại từ sơ. Và trong câu này, nó đóng vai trò làm túc từ. Nó đứng sau động từ certain. Danh từ có mạo từ hết hoặc là the. Và số nhiều, danh từ luôn luôn có mạo từ the. Quy tắc thay thế đại từ như sau. Khi danh từ nó làm chủ ngữ trong câu và đối với số ít mạo từ hết thì mình có hết. Làm túc từ mình cũng có hết. Và đối với danh từ số ít có mạo từ the, khi nó làm chủ ngữ thì mình có hãy. Khi nó làm túc từ thì là hàm. Còn đối với số nhiều có mạo từ the thì mình sẽ có là sơ và sơ. Như vậy quy tắc cũng đơn giản phải không các bạn? Đối với hết thì luôn luôn là hết. Đối với số nhiều the thì luôn luôn là sơ. Chỉ có số ít mạo từ the thì là hãy và hàm. Where start the auto? Chiếc xe hơi ở đâu rồi? Ich parkiere outside in the garage. Ý muốn nói rằng mình luôn luôn đậu nó ở trong nhà kho, trong nhà xe. Thì các bạn thấy rằng the auto nó có mạo từ the và nó là số ít. Mình tìm kiếm ở câu dưới ich parkiere. Từ nó đứng sau động từ cho nên ở dưới này mình sẽ có túc từ. Vậy mình sẽ điền là ham. Ich parkiere ham outside in the garage. Mình luôn luôn đậu nó ở trong nhà xe. Where start the auto? Chiếc xe hơi ở đâu rồi? Start outside in the garage. Các bạn thấy câu thứ hai này vẫn là the auto. Mạo từ the số ít. Tuy nhiên ở câu dưới này, cái mình thiếu đó là chủ ngữ bởi vì nó đứng trước động từ start. Cho nên mình sẽ điền là hãy. Hãy start outside in the garage. Nó luôn luôn ở trong nhà xe. Where start het kinderfietsje? Xe đạp dành cho trẻ em. Ở đây cũng là danh từ có mạo từ het và số ít. Start in the garage. Các bạn thấy câu dưới này nó cũng đang thiếu mất chủ ngữ do nó đứng trước động từ start. Cho nên mình sẽ điền là het. Đối với danh từ có mạo từ het thì đối với chủ ngữ và túc từ mình đều thay thế bằng het. Het start in the garage. Nó thì ở trong nhà xe. Where start het kinderfietsje? Ich set outside in the garage. Vẫn là chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Tuy nhiên trong câu này nó đóng vai trò làm túc từ. Nó đứng sau động từ set. Và mình sẽ có là het. Ich set het outside in the garage. Mình luôn luôn để nó ở trong nhà xe. The schoenen zijn mooi, maar te duur. The schoenen, đôi giày này đẹp nhưng mà đắt quá, te duur. Ich koop niet. Các bạn thấy chủ ngữ the schoenen. Nó là danh từ có mạo từ the và nó số nhiều. Ở câu thứ hai này, mình tìm kiếm túc từ do nó đứng sau động từ koop và mình có là the.
Ít cộp, xin ít, mình sẽ không mua chúng đâu. The Current is interessant. Tờ báo này thì hay quá, thú vị quá. Ich lese alle Tag. Ý nói rằng mình đọc nó mỗi ngày. Bạn thấy The Current, nó là danh từ có mạo từ the và nó là số ít. Và câu thứ hai, ich lese alle Tag. Câu này mình đang thiếu túc từ, nó đứng sau động từ lese. Và như các bạn biết rằng, đối với danh từ có mạo từ the số ít thì ở dạng túc từ mình sẽ có đại từ thay thế là ham. Ich lese ham alle Tag. Mình đọc nó mỗi ngày. Het journal is interessant. Bản tin thời sự thì hay quá. Ich sehe alle Tag auf TV. Tương tự như câu trên, tuy nhiên câu dưới này nó là het journal. Đó là danh từ có mạo từ het số ít. Và dưới này mình cũng đang tìm kiếm một túc từ, cho nên mình có trong câu này là het. Ich sehe het alle Tag auf TV. Mình xem nó mỗi ngày trên TV. Ich habe neue Winterjacke. Winterjacke là chiếc áo khoác dành cho mùa đông. Mình có một chiếc áo khoác mới dành cho mùa đông. Câu thứ hai này, it's warm. Nó thì ấm and ich finde moi và mình thấy nó đẹp. Và mình có từ Winterjacke, nó là danh từ có mạo từ the và nó ở số ít, a newer Winterjacke số ít. Cho nên khi nó làm chủ ngữ trong câu, mình có là hãy is warm, nó thì ấm. Và ở vế thứ hai, and ich finde moi, mình thấy nó đẹp, thì nó làm túc từ vì nó đứng sau động từ finde. Cho nên đối với danh từ có mạo từ the số ít thì mình có là ham. Ich finde ham moi, mình thấy nó đẹp. Ich suche meine Schlüssel. Mình đang tìm mấy cái chìa khóa của mình, meine Schlüssel, số nhiều. War sein ich hab nodig, có nghĩa là chúng nó đâu rồi, mình đang cần chúng. Các bạn thấy danh từ meine Schlüssel, đó là danh từ số nhiều và nó có mạo từ the. Như các bạn biết rằng, đối với danh từ có mạo từ the số nhiều thì đối với chủ ngữ và túc từ nó đều được thay thế bằng đại từ sir. Cho nên ở đây mình có là War sein sir, chúng đâu rồi. Ich hab sie nodig, mình đang cần chúng. Ich ga mit der Bus nach der Station. Mình đi xe buýt na bến tàu, bến xe. Vertrekt om 10 Uhr. Nó thì khởi hành lúc 10 giờ. Vậy ý muốn nói rằng là cái xe bus này nó sẽ khởi hành lúc 10 giờ. Bạn thấy rằng cái xe bus này nó là danh từ có mạo từ the và số ít. Và dưới này mình đang tìm kiếm chủ ngữ trong câu. Mình sẽ có là hãy. Hãy vertrekt om 10 Uhr. Nó thì khởi hành lúc 10 giờ. Cốp giấy, ít cà đậu chưa for Anna. Bạn sẽ mua một món quà cho Anna chứ? Ăn cà đậu chưa? Yeah, ít cốp morgen. Ừ, mình sẽ mua nó vào ngày mai. Thì các bạn biết rằng ăn cà đậu chưa, nó là danh từ có mạo từ het và nó đang ở số ít, in cà đậu chưa. Cho nên trong câu dưới này nó đóng vai trò túc từ và mình có là het. Yeah, ít cốp het morgen. Waar zijn woordenboeken? Những quyển từ điển đâu rồi? Liggen op tafel. Chúng thì nằm trên bàn. Các bạn thấy rằng những quyển từ điển đó là danh từ có mạo từ the số nhiều, woordenboeken. Và số nhiều đối với túc từ và chủ ngữ mình đều dùng đại từ thay thế là the, cho nên mình có là ze liggen op tafel. Chúng thì nằm trên bàn. Ich heb nieuwe pennen. Mình có những chiếc bút mới, newer pennen. Chúng thì viết rất là đã. Will you ook probieren? Ý muốn hỏi rằng bạn cũng có muốn thử chúng không? Các bạn thấy rằng từ pennen nó là số nhiều, chắc chắn nó sẽ có mạo từ the. Và đối với số nhiều, ở vị trí chủ ngữ hoặc túc từ nó đều được sử dụng đại từ thay thế là the. Cho nên mình có là the schrijven goed. Trong câu này nó đóng vai trò chủ ngữ. Chúng viết rất là tốt, rất là đã. Will you the ook proberen. Bạn có muốn thử chúng không? Simon heeft een nieuwe kamer. Simon có một
căn phòng mới, a new apartment. It's clean. Ý muốn nói rằng cái căn phòng nó thì nhỏ. I have fear and friends. Và muốn nói rằng Simone này có cái căn phòng đó qua một người bạn. Bạn biết rằng từ camera nó là số ít và nó là nhắn từ có mẫu từ the. Cho nên câu đầu tiên mình đang tìm kiếm chủ ngữ thì mình sẽ có là hi is klein, căn phòng thì nhỏ, nó thì nhỏ. Hi have trong câu này, hi này nó đóng vai trò làm chủ ngữ và nó ý nghĩa là Simon, nó là anh ấy. Have ở đây mình đang tìm kiếm một túc từ cho nên mình sẽ thay thế cùng camera bằng ham. Fear and friend, anh ấy có được nó có một người bạn. Các bạn chú ý đừng nhầm lẫn chữ hãy Simon với chữ hãy Karma nhé. Bởi vì hãy is clean là ý nói rằng cái căn phòng thì nhỏ. Câu thứ hai, hãy have ham fear and friend. Hãy ở đây đó là Simon, là anh ấy, have ham. Có cái căn phòng đó qua một người bạn, fear and friend. Ít nếm elakadak an apple me. Mỗi ngày mình đều đem theo một trái táo. Me nếm mình là động từ đem theo. Do câu này chỉ có một động từ cho nên nó được tách ra và nó gọi là ít nếm. Sau đó là tiền tố me nó được đặt ở cuối câu. Ít đủ inventos. Mình bỏ quả táo đó vào trong cái cặp của mình. Smart and bitter chua và trái táo đó nó có vị hơi chua. Các bạn biết rằng an apple nó là nhắn từ có mẫu từ the và nó đang ở số ít. Cho nên câu đầu tiên mình đang tìm kiếm ít đủ. Nó đứng sau động từ cho nên nó sẽ là túc từ và mình có là ít đủ hầm inventos. Mình bỏ nó vào trong cái giỏ của mình. Smart and bitter chua. Quả táo này thì hơi chua. Trong câu này nó đóng vai trò làm chủ ngữ cho nên mình sẽ có là hãy. Hãy smart and bitter chua. Nó thì hơi chua. Equal and t-shirt open. Mình muốn một cái áo thun mới. T-shirt open. Mach maximal 10 euro kosten. Giá tối đa mình muốn trả là 10 euro. Các bạn biết rằng t-shirt nó là danh từ có mẫu từ het và nó đang ở số ít. Và như các bạn biết rằng đối với danh từ có mẫu từ het thì chủ ngữ và túc từ đều được thay thế bằng het. Het mach maximal 10 euro kosten. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!